Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của những linh hồn biển cả. Và ở tập trước thì mình đã thực hiện cuộc chiến và đã hoàn thành cái nhiệm vụ phán quyết đầu tiên cuối cùng rồi. Đây, và mình đã hoàn xong rồi. Bây giờ thì mình chỉ còn mỗi cái nhiệm vụ đó đi tàn phá thế giới á. Cướp bóc tàn phá của thế giới. Bây giờ thì cái quân đoàn này mình sẽ cứ cho nó ở đây thôi, chủ yếu là luyện cấp. Chắc hình như mình vừa làm rồi. Bosley glows bright. Không có gì để đào. Không có gì để đào. Thế như này. Hết điểm di chuyển này. À, ok. Tấn công vào khu này cho anh. À, hóa ra là ba cái thành ở đây. Phía bên này nữa, rộng lắm. Thế thì cứ được cướp bóc và đốt phá đã. Xong có thể thì khi quân đoàn kia mạnh mạnh rồi thì mình sẽ cho tiếp một thằng nữa, thành lập thêm một quân đoàn nữa. Còn thằng này thì đứng ở trên này để phòng thủ trên này này còn. Hai thằng này cứ đánh qua đánh lại nhau mãi chưa xong. Nhưng mà tạm thời thì cái thằng này nó đang làm lá chắn cho mình khỏi thằng 2F nó tấn công xuống này. Đấy, nếu bây giờ mà mình tấn công nó là mình sẽ mất cái trận phòng thủ đấy. Rồi. Ok, chắc là qua lượt đấy. Lại đi đào vàng. Cái gì đấy? Ám sát quân mình à? Lại thêm một faction đã bị tiêu diệt. Bọn chuột này nó càng ngày càng đông. Càng ngày nó càng đông. Không giải quyết nhanh mấy thằng chuột này là nó làm loạn là chiếm hết châu Nam. Từ từ, anh chưa muốn đánh nhau với thằng này đâu. Đánh nhau nó bây giờ cũng dở. Tấn công mình à? Thằn lằn, chết rồi. Chết bất đội thằn lằn. The curtain raises. Mày cua vào ốc. Quân trong thành của nó chui ra. Ui, nó đánh cả thể luôn cho chúng mày sướng nhá. Pháo à? Hai khẩu pháo. Ba khẩu pháo. Vào đây mà pháo. Cho chúng nó pháo luôn, xem nó ăn được. Cho chúng nó tiếp viện luôn. Con chuột này là con chuột Lox chính như xịn à? À, và thành của bọn chuột này nhá, có cái đặc điểm là rất đông quân phòng thủ. Thế này
cái lỗi chuột cống. Lũ chuột cống bẩn thỉu. Ồ, tiếp viện đằng sau đấy vào à? Cho mày vào. Quá nhỉ, không di chuyển được lên đây. Đây con ma nó có thể di chuyển ở đây. Khẩu pháo này. À đây, đặt được ở vị trí này được thôi. Có mỗi khẩu pháo là không thôi. Paladino Britannia. À, cái con cua vỏ ốc đặt được trên này này. Cả mấy thằng này nữa. Ồ, ngọt nước thế. Mấy con rồng luôn. Ai à, chúng nó vào từ đằng sau, đông thế. Cổ áo của mình nó vẻ đang bị thương. Cái thằng này nó bắn cái gì đấy? Đây đây đi. Tiến lên chút nữa. À, mấy con chuột cống này. From salt. À, trên này cũng có thằng bắn súng này. Cây cỏ rậm rạp hết. Lại chui mấy con chuột lên đây, bọn này chuyên gọi chuột. Ok ok. Pháo nó đâu ấy? Sao quân của nó ở khắp nơi này? Ôi, đây nữa à? Chúng mày bắn thế là đủ đấy. Mày cái con chuột sống. Giật xét à? Ôi, nó chơi khẩu pháo của mình. Không sợ. Lực lượng của mình vẫn còn dày và đặc lắm. Mà nó chơi khẩu pháo mình mất nhiều máu quá nhỉ. Đồng rồi à? Làm thịt mấy khẩu pháo cho anh. À, đã đi vào từ đằng sau nữa cơ, tấn công từ tất cả các hướng à? Ôi già, nó ra mình tiến từ hướng một hướng mà nó tấn công từ tất cả các hướng. Bọn này giỏi. Ăn được hồn ma của anh không? Hãy
không? Đây có một đứa chuột à? Nó còn có khẩu pháo đâu nữa nhỉ? Dưới này. Thôi trời ơi, rồng bay ra đây đó. Nhìn cũng có địch ở đâu thì tấn công hết. Tướng nó đâu nhỉ? Tướng đâu mà nó giật quân mình chết kiểu thế? Tướng nó ở đâu nhỉ? Xong ở đây. Mấy con rồng rồi. Bây giờ thì mấy con rồng có tóc rất đấy. Về đây cả, về đây. Ai giả giật xét quân mình chết à, cho chúng nó rơi vào trạng thái chết liên tục. Mày trời ơi, trời ơi, béo, gọi cua vỏ ốc lên đây. Mấy con rồng của mày nhỏ, ai già, chơi đi. Cảnh như này thì không sợ, à, vẫn vào tiếp à, đông nhỉ. Mấy anh zombie mình gọi lên. Mấy con rồng rồi. Sao cứ để cho nó bắn thế này. Quẩy mấy con này cho anh. Hồi máu. Nó đông phết nhỉ. Đây. Mấy con chuột cống nó đang quay lại kìa. Tướng nó đâu nhỉ? Giật xét mình liên tục. Chưa nhìn thấy tướng nó đâu. Nhanh, nó chơi mấy con của mình đấy. Đang chơi khẩu pháo mình. Ui. Về đây. Kệ chúng nó, cho chúng nó chạy lung tung. Thôi, không cần đuổi. Bọn nó đông lắm. Tập trung. Ôi, hồi máu cho con này. Quân hồn ma mình rút từ đây ạ. Quánh cho mấy con cua vào ốc đánh. Đấy, thằng tướng nó đây rồi. Giết thằng tướng nó. Quê tôi nha rồi, giết tướng nó. Fleet
Captain! From the Maelstrom! Ăn bọn này! Ăn bọn này! Cua vỏ cậu! Ăn bọn này! Ôi, đông thế là đến tiếp à? Nhưng mà yên tâm, bọn vai hút này thì nó chấp hết bọn chiến binh của nó. Nó chạy lại đông thế. À, sao? Đánh nhau với đội quân bất tử. Khó ăn lắm. Đội quân bất tử. Phải giết thằng tướng của nó đã. Con ma này, chạy đâu này? Vào đây, cua vỏ rồi. Rồi. Hai thanh niên này bắn súng. Úi ủi. Bắn đây cho anh. Chỗ này thì ăn được. Mày chơi với anh. Mỗi thằng Pretonia này là khỏe nhất. Cần gì bất tử. Ăn bọn này cho anh. Rồng đâu? Ái dạ ơi, chúng nó còn ở đâu nữa, đông thế. Chúng nó còn ở đâu nữa mà đông thế nhỉ? Hết rồi. Chủ yếu lo hồi cho mấy con ma thôi. Mình hơi liều ấy, đánh kiểu này nó dễ bị để ui mấy con phai hút không hề mất quân, không hề mất máu. Mười phần trăm quân. Thành một chuột bị phát hiện. Cộng leadership cái đánh nhau với chuột. Madam, I lost a dear fan. Một quân không quan trọng lắm nhỉ. Cho Mota Queen Bed này, tăng cho cả Queen Bed này. Tăng cho cả Queen Bed. Silostra. Trận này lại đánh tiếp à? Pháo nó vẫn còn nguyên, quân nó vẫn nguyên. Nhưng mình sẽ lại hồi cho máu tiếp, mình phải đánh tiếp chứ. Đốt luôn cái thành này của nó. Mình nghĩ là lên đi try cho nó nhàn tí. Bỏ bớt một đạo của nó đi. Tìm khẩu pháo nó khử trước ạ. Đây là một con sông và như vậy thì không tốt. Đánh trong hang của bọn chuột này thì không. Vai hút này là không phải sợ thằng nào hết.
nó quá là chất luôn. Thanh niên này phải hồi máu đó. Cố gắng hồi quân. Cái hay của bọn này nó là cái khả năng hồi quân. Chơi nguyên con này thì đẹp nhỉ. Trông xấu xấu này nhưng mà đánh nhau vãi chưởng thật. Tiếp quân cho anh. Kìa, chuột lại chui lên kìa. Úi giời, thanh niên bắn súng giật quá. Chắc là thanh niên này bắn AK rồi. Bắn gì mà bắn được một phát giật tung người đằng sau. Ha ha ha. Hồi thế được con ma nào nhỉ? 32 con. Không lên được. Nó lại chui ra mà. Nó phát triển lại chui ra. Lại gọi mấy con chuột lên này. Predator nha, đã gọi mấy con chuột phù lên đây. À, bắt chuột xịn của nó đây này, tướng của nó này. Chuột xịn Predator nha đâu, diệt luôn. Pháo à? Bắn con này cho anh. À đây rồi. Ăn luôn. Còn không? Thật tuyệt. Chiếm đóng rồi. Chiếm đóng rồi xây tường thành lên ạ. Sách hồi được 10% quân à? Sách ta đã hồi quân đã. Để hồi quân đã.
Madame Silostre Dierfin. Không có gì để đào. Chạy tiếp. Tăng tiếp cái này lên. Nào thằng chuột này. Vào ngon vào anh đã đập cho tiếp. Tha hồ hồi quân. Quá được thanh kiếm ngon phết nhở. All bones on deck with purpose. Chưa lên được. Đánh tiếp tục. Captain on deck. Về đây đi, chui vào quân đoàn này cho anh. Tướng này là tướng phép như nào nhỉ? À, phép biển sâu, nó không có, thế thì vẫn cần thêm một thằng. Không mà mình chết mất mấy con hero rồi. Con đó. Thế này, con này này. 2/3. Đâu nhỉ? This isn't the god's victory. It's mine. Tăng tỷ lệ di chuyển à, là hút đồ. Magic item cộng 10. Cái này tăng vui magic. Và tất cả fashion. Đội item magic đi, để có nhanh có đồ. Như cái này là nó boost cho đồng đội. Này còn rất lâu nữa mới lên được. Rumfels favors this one. Cái nào tăng grow nhỉ? Không có à. Bọn này nó không có cái skill tăng grow. Ê, con này nó có mà bọn đấy cũng có nhỉ. Mười bốn chín. Đánh thêm trận nữa thì mình sẽ lại tậu thêm một anh tướng nữa ra. Mấy thằng chuột thích chết. Gì ấy? Nó định phá mình nhỉ? Phía dưới này thì là thằng có một thằng cướp biển khác. Tướng kia nó mạnh cái gì nhỉ? Xem chỉ số của nó là nó mạnh về lính tầm xa một vài. Lại phá mình. Hay quá. Knows who the real star is. Connery White. Thanh niên này cứ luyện cấp đi đã.
I cannot. Chuyển quân gì không? Chả có quân gì cho ta hồn. I can and will. All set. Get them. It's time to take them. More power. Thêm một cái vũ khí nữa. Do not make mistakes. Rumfels favors this one. Thằng di chuyển này. Trừ public order của vùng đất mà mình là. Bonus infantry. Recoil cộng 2 rank cho các zombie bằng súng. Misplay cho cannon của Mortar Queen Bats. Cộng đam cho Queen Bats. À, mặt tướng này thì về căn bản thì nó nói gì nói cứ học cái nhánh dưới này trước. Lên cái này luôn. Seen this one in my mirror. Next. Lên skill à? Cấp 25 rồi cơ. Vị sĩ Bretonia. Nó cứ định đánh mình ở cái quái này. Of course. Ủa đánh auto vớ vẩn thế nhỉ? Chuyển vào đây để hồi quân đã. Chuyển vào đây để hồi quân đã. Sing the songs of death. Bộ béo này bây giờ thanh niên này thanh niên này đánh nhau cũng hổ báo trừ 10 không mình cho nó đi đánh nhau thì không cần cộng với nhánh bên dưới đấy giống như bọn này favors this one. Bọn này chết rồi. Đánh mùa quýt chết rồi. A good understanding. Mấy con này potential. Đánh mít mùa chết. I need an audience. Thành này có chuột nữa. Chiếm luôn. Thành này nữa à? Để sau đi, xa quá. Another victory. Nó còn ở đây. Đây à? Hay quá nhỉ. Tiến thẳng đây. Công nghệ như nào rồi? Mình đang nghiên cứu cái gì ấy? Tướng rầm xa. Thêm một cái tướng này đi. Bây giờ thì cái kia của mình nó cũng nhiều rồi. Thêm một tướng nữa đi. Giờ mình phải đi quái nhau tí. Tướng này tăng phòng thủ, tăng grow rồi. Giáp vây thành. Thôi, từ từ đã. Cứ ăn thằng này đi đã. Trước nó lại đào hang lên này à? Nó lại đào hang lên đây à? Nó lại đào hang lên đây à? Bọn chuột thì đông thế nhỉ? Một thằng đứng thì có thể chết chứ bây giờ cho 2-3 thằng tướng đứng cạnh nhau thì làm sao mà chết được nhỉ? Đúng rồi, mấy thằng tướng huyền thoại cho đứng cạnh nhau. Quân đoàn này thì đi độc lập được nhưng mà còn các đội này đi độc lập là hơi vất.
Dám ma cái con chuột con thích làm loạn. The foul scent of vermin permeates this place, my lord. Corruption của chuột à? Dính corruption của chuột. Nhận được cái chai tốt. Mirror, mirror. Gunnery white. Stop the public order. Nothing will stop me. The last is upon me. Let's fight. Nó ăn mút mình à? Mình không để ý nó ăn mút mình à? Ăn mút mình. Chuyện này có khi xong mình lại tuyển được khá nhiều quân. Trong quân đoàn của mình may có con vai hút. Trong quân đoàn của mình có con vai hút. Ồ, đang hành quân. Sao? Chúng nó định ăn mình á? Ăn luôn, sợ gì? Tưởng bọn mày thế nào? Đi ăn mấy anh zombie của anh ấy. Mấy con chó mình xông vào nhanh thế. Tướng rồi. Bắn thằng tướng nó trước ạ. À, gọi được cua vào ốc bên này. Đừng đùa với anh. Đúng rồi, có cua vào ốc là ăn được rồi. Tướng này, đây đây. Sợ gì? Nó có quân tức viện là bọn gì ấy? Chuột à? À. Chuột có tức viện này. Chuột tức viện này. Ăn luôn, cận chiến luôn anh em. Gọi cua vào ốc luôn, không phải sợ. Nó đang chạy rồi, sợ không? Tưởng ăn zombie mà dễ à? Tưởng ăn zombie mà dễ à? Sức của quân ở một tinh thần chiến đấu cao phết. Được cái sau trận này mình lại gọi được đầy quân lên luôn nên là không sợ. Bánh bọn này chơi. Chúng nó tan tác rồi à? Hai con sói này nó đi lùa tốt này. Ừ.
chạy nhanh. Đúng rồi, bọn này chạy rất nhanh. Sói đi lùa cung tên là chuẩn men rồi. Và rừng để mà thoát ra. Ra đây, thử với con chuột cho anh. Nó bắn cốt ngoài. Mày thích phục kích đâu? Chạy hết rồi. Mày một tay cầm kiếm, một tay cầm súng. Úi xồi, tua đạn này, bọn này bọn tua đạn này. Dâm ba con chuột để con này nó đến phát thì là hết luôn. Tua đạn luôn. Cái cửa lạc à thôi. Nó đâu nhỉ? Nó tản mát rồi. À đây, giết thật sướng rồi của nó. Giết thật sướng là xong. Mặc súng bắn cho anh. Mặc súng rồi, bắn cho anh. Mấy con chuột này còn sống sót lì nhỉ. Còn không? Đâu hết rồi, thằng kiều nó rồi. Kiều nó bỏ chạy rồi. Rồi. Láo này. Láo này, phục kích anh à. Ai ra nó có hai khẩu pháo thằng nào. Thằng tướng của nó chém được nhiều phết đấy. Đánh nhau zombie của anh. Tưởng zombie mà sợ. Ours is the sea. Take the booty. Hồi quân tiếp. Mày. Mày. All bombs on deck. Sao gọi được quân gì đây không? 18. Cho vào đây luôn. Find that powder cook. If only I could. Quân đoàn này 20 rồi à? Standing by. Standing by. Let us raid. Ready. My pistols. Vào đây tiếp. Obey your quartermaster. Ý, lên cấp ngay. Gửi con cua vào ốc đánh cho chất rồi. Mà sao cua cua cùi à? Có 4 máu. Cái này gọi gì? Con tàu ma. Cái đấy không cần lắm. Cái này quan trọng hơn này. Giảm áp kíp đây. Không có cái tăng grow rồi. This isn't the god's victory. It's mine. Ours is the sea. Loot it. We will return. Ui, may quá có con vai hút. Rất may là có con vai hút. Ui, khá sát thương vật lý nữa kìa. 10%.
They can't fall in. Vài hút nữa gớm nhất. What is this foolishness? Ăn bằng niềm tin này. Slay these cattle. These are the best. Chỉ như thế này hay hơn, không nó vây thành phát là mình chết tòi. Madame Silostra, dear fan. Get going! Lùa chết con chuột này. Cái này đã để tăng public ở đây rồi. Rồi. Phải có con ma cà rồng hồi cua máu cho quân đã. Không phải chết. Thêm một thằng tướng huyền thoại nữa chỗ này. Là ổn. Chiếm đất thì dễ nhưng ổn định thì mới khó. Cái con chuột này cái thích vờn anh à? Mày thích vờn anh à? Với thằng zombie mà cũng khỏe phết nhỉ. Con mụ béo nó có thêm thằng vị sĩ Pretonia nó mạnh hơn hẳn. Cái gì cái Empire với cả Noska đánh nhau. Empire và Noska đánh nhau. Có thêm lực lượng tấn công rồi. Mày đến đây để cướp bóc nhà anh à? Mày làm đến đây để cướp bóc nhà anh à? À, quánh từng thằng một thôi, ngu gì. The tide has come in. Mày chỉ có toàn những đám quân tào lao. Mày you will. Cấp 11 à? Cấp 11. Đấy, dưới này ổn rồi. Cua vào ốc đúng không? Cái này cho rầm. Cho vai hút. Con này nó sẽ chơi nhiều vào cua vào ốc. Ours is the sea. The last is a fall. Mày chết. Let's fight. Corsair of the night. Xong một thằng. Có mua được. Cha gọi là quân gì mạnh. Chắc chắn đây là thành của bọn chuột rồi. Thành mình chưa nhìn thấy. Thằng này thì ở tít tận đây. Thế thôi, không tiến ra đấy làm gì cả. Orders. I have arrived. Chúng ta về nhà chúng ta đã cưỡi con cua vào ốc là chắc yes, ăn nói. Potential. Romfels favors this one. A good understudy. Mày nó hỗ trợ cho lính này. Như này Grow cộng 8 trên thua mấy. Cộng 8 là lượt sau là mình có thể lưng nó lên đầy 3 rồi. Mày à. Cái con chuột này. Mình vẫn đang hạ 1.
Ủa, sao có một cái thằng nào mà nó lên cấp nhanh thế nhỉ? Master. Admiral of the fleet. Phía trên này bức tường của mình. Đây. Thằng này nó kiểm soát được vùng ven biển này à? Nhưng chỗ này không làm gì được để mấy thằng chuột nó chiếm lại. Mấy chuột ngon mò ra đây. Thế nào cái vùng ven biển? À, chiếm lại đấy. Chiếm xong tao đập mày chết luôn. Mày hết đường chạy luôn. Hồn thế. Không chiếm, cướp. Hồn vãi. Sao này mày chạy đi đâu? Vấn đề là xong thì mày chạy đi đâu? Tuyển thêm một thằng hero, một tướng nữa. Mà tướng này để lên này có những cái con quân như kiểu thờ. Là cả một quãng trình, quãng đường dài mới có được cái đội quân như thế. Nhưng mà thằng kia nó không có nhiều cua vỏ ốc lắm. À, vai hút. Chắc là chủ yếu chơi cua vỏ ốc thôi. Tấn công cộng 2 grow. Siren of the storm. Mày chạy lên quận. Chạy lên quận. Chạy lên quận. Nhặt được một cái áo giáp, ngỏ thế. Quá nhà vậy. Đánh nốt cái thành này. Được kiểm soát toàn vùng luôn. Queen Bats Rusty. Cấp 4 này. Thử đi sang vùng đất của bọn chuột xem. With purpose. Chả có quân gì mạnh. Crew, à đây rồi. Salute your betters. Chả có quân gì mạnh cả. Rats come, no threat. I hunger, need fresh recruits. All bones on deck. Cướp bóc đất của thằng chuột bên này đã. Xong bao giờ mình cảm thấy ổn thì bắt đầu mình mới phát triển tiếp được. À. Ôi ôi bọn đang bọn phương Bắc đã join confession rồi. Xét xét cái gì ấy? Nó lại có quân lên kìa. Nó lại kéo quân lên kìa. Bọn này đông quân nhỉ. Như này mình phải đông quân hơn nó mình mới ăn được ấy. Không lẽ là rút cái quân đoàn đóng ở phương Bắc xuống. Rút xuống nhớ bọn ép nó qua thì lại không có quân phòng thủ.
Hai thằng Dark Elf đánh nhau, bọn điên. Gì đây? Bretonia. Mấy cái nhiệm vụ này nó cho mình mấy cái tăng các cái chỉ số, nhưng mà mình có vẻ không cần thiết lắm. Chắc chắn đây là thành của bọn chuột. Tưởng mình cưỡi con ôi con cua này, đúng con cua vỏ ốc luôn chưa. Không có gì để đào. Admiral, nothing will stop me. Chẳng có quân gì mạnh cả. We'll drown the vermin easily. Miễn thuế sao nào? Miễn thuế. Wow, nó chưa gì chúng nó đứng sẵn ở đây rồi. The star has arrived. Chưa gì chúng nó đứng sẵn đây rồi. Làm sao mình đánh vào đây được? Mình cần 4 lượt nữa thì mới tuyển được thêm một thằng tướng nữa. Thêm một thằng tướng huyền thoại nữa. Ồ, bọn chuột lại đánh nhau với 2F. Ok. Chuột này nó đang lên này. Giết hết. Nó đông thế nhỉ? Đúng là đông như chuột. Không khéo lính của mình trên kia chỉ nguyên lo phòng thủ. Cho mấy con hero và quân đoàn để luyện cấp. Mấy con chuột này đào cống rồi, chúng mày thích đào cống rồi. Như thế này nếu muốn ăn chúng nó chắc phải thêm mấy quân đoàn để tiến xuống đây này. Bọn chuột đông thật. Quân nó chất lắm. Quân của nó chất lắm. Học vào cái này để hồi máu cho khỏe đã. Evap them. Prepare my coffin. Nó không ăn được đâu. Hoặc có ăn được thì cũng không dễ. Ui dồi ôi. Cấp 26 à? Rumfels favors this one. Mấy con vai hút này. Khỏe con trâu. Potential. Good understudy. Tăng vào đam, đập cho nó khỏe. The audience awaits. I need more drought. Ấy là nhiều chuột cống phết. Think me fool. Không gọi là quân gì mạnh hơn nhỉ? Rats come, no threat. Không thích cái quân này lắm. Mình lên cái này trước á. À, để nó xem mà chúng mình đánh nhá. Mạnh cái nào? Vào đây. Kiểu này phải dùng chiến tranh biển người thật. À,
Ôi bọn chuột chó chết này, 100% ambush. Mình quên mất bọn chuột này nó luôn luôn được ambush. Mà trận này mình mới chết mất mấy con chó rồi. Vậy thì hơi khó nhỉ. Không có gì phải xoắn, sau hết lên. Mình có đội súng, bắn súng rồi. Mấy con chuột của nó toàn anti-lock thôi, không phải anti-infantry. Không phải xoắn. Tướng của mình cưỡi cua vỏ ốc à, không phải sợ. Trong đội hình có cả con vai hút đấy thì không sợ. Nó đang đến kìa. Ồ hay. Bắn nó cho anh. Đúng rồi. Không phải xoắn. Vai hút rồi, sốc vào. Fleet captain. Dance macabre. Move. Bắn cho anh. Đây. Dăm ba cái con chuột này, láo nhỉ. Orders, fleet master. Cua vỏ rồi, gọi lên. Lính spear, lính spear thì chỉ chống được ôi dồi ôi, ai ôi nó bắn cái khẩu pháo của nó gớm quá. Mày nghĩ là mày gớm thế kìa. Step speed cần gọi tiếp cua vào ông lên cho anh. Con quen chứ rồi. Ăn chúng nó. Pirates of the undead. Trời. Nó nghĩ nó ăn được mình à? Ăn cho anh. Quân của nó có vẻ chất nhỉ. I won't fight it. Cái này có vai hút không phải sợ chuột này. Đây rồi, giết thằng tướng nó. Bắn tướng nó cho anh. Cứ để vai hút đấy, vai hút đâu, xử lý cho anh. Vãi trưởng. Ôi, nó ném độc kinh quá. Pháo của nó không thể nào tiếp cận được.
À đấy. Ây da. Cận chiến đi. Sao phải xoắn. Có một con vai hút ở lì nhất. Chưa chết. Rồi, vai hút đâu. Ô, oh, bắn đám này của mình kinh quá. Thử hai khẩu pháo đấy này. Đâu à? Bắn tướng nó cho anh. Úi ồ. Mấy thằng này của mình chịu không được nhiệt à? Không nhiệt quá. Mấy khẩu pháo nó bắn kinh quá. Nhiệt bắn chết rồi. Good plan. Who's next? Fleet under him. Moving. Ra, tướng chạy ra, cả chết tướng thì toi ăn. Vai hút đâu rồi? Về đây. Còn vai hút thì không phải sợ đâu. Giết thằng tướng này trước. Đây. Thử hai khẩu pháo vào đó. Bắn vào đây. Điểm trợ đi em ơi. Nó đang nát rồi, nhanh lên. Có vai hút là được. Có vai hút là ăn được. Hồi máu cho tướng nữa, chết tướng. Rồi, phá được khẩu pháo của nó rồi. À. À, chuột à. Mày phục kích anh à. Ủa nhưng mà mình thương nặng nó à. Nó chạy. Nhưng mình lại gọi được quân lên. Đó là sức mạnh của chúng ta. Ủa khẩu pháo nó giết chết nhiều quân của mình quá. Ủa còn vai hút chất thế nhỉ. Hay tuyển được thêm vai hút nữa thì tuyệt. Trời nguyên vai hút đủ cân tim. Hai khẩu pháo của nó, trời ơi. Gọi ma lên tiếp. Mày nghĩ mày ăn được anh. Tuyệt vời ông mặt trời. Nó công mình mà là nó được ambush. Chuột này. Linh bắn súng của mình trận này bắn cũng được mấy. Ủa, mấy anh zombie của mình chém cũng chất nhỉ.
May là lính của nó lính giáo thì nhiều, lính kiếm thì ít. Lính giáo thì nó anti-luck chính. Hồi quân đã... Mày... À, giúp hầm à? Chết luôn không phải nghĩ. Ngu học. Thằng này thì muốn gì? Ô, thằng này nó chơi với thằng chuột. Mẹ cái thằng ma quạt rồng. Nó chơi với thằng chuột. You stand before me. To what do I owe, sir? Từ từ đã, anh đã có lực lượng đâu? Mày cứ rủ dây anh đánh trên đấy thì đánh làm sao được? Chủ giáp thì đan. All bombs on deck. Sao nào? Chả tuyển được cái gì? Từ là zoom nhóm mấy con này vào đã. Yes, master. Lại gọi được hai con linh. Nhóm mấy con này vào. Đó là sức mạnh của ma cà rồng. Đánh nhau với binh đoàn bất tử rồi, chúng mày ăn làm sao được? Take the booty. Chúng mày đánh nhau làm sao được? À, được cái rank. Cộng à cộng leadership khi đánh nhau với chuột. Bây giờ chúng ta sẽ tăng vào cái gì? Tăng này tăng phòng thủ cho Zumi. Mogul này. Tăng cho Mogul nữa. Mogul này có mấy chất phết. À đấy là nó còn chưa được lên cấp mấy. Nó mà lên cấp thì the sea brings death. Can and will. Thằng này à, chắc lên để cướp cái thành này của mình. This isn't the god's victory. It's mine. Chạy nhanh nó tới không nhỉ? That's rambling. Không tới. Nothing will stop me. Em này cấp 24. Romfels favors this one. Ôi ôi, nó nắm lắm skill hay thế. Blood and plunder. Of course. Rồi, để xem nó làm gì nè. Con chuột vớ vẩn. Cướp nhà mình à? Vì cái thằng... Thằng... Đáp ép thì nó vẫn ở dưới này.
tha hồ luyện cỡ luyện quân này. Đây là nào nào hòa bình với nó nhỉ? Chiến tranh qua lại này mệt quá. Đàm phán hòa bình nhá. Đàm phán cái thằng này xong. Your ship does not intimidate me, corpse captain. I am the master. Nó không chịu đi đâu. Standing by. Standing by. Bây giờ học cái này để hồi máu cho quân này. Never. Quân của nó thường rồi. What is your demand? Sao cái quyển này thêm thằng Hero Hero gì nhá. Mắc sứ. Mắc hết rồi. Quân đoàn này toàn hero. Ăn đập nhỉ. Ridiculous. No. Admiral. Tốt nhất là mình cứ rút về đây đấy. Dù sao rút về đây cũng có thêm quân phòng thủ. Mày lại mò ra đây à? Nó lên cái tường thành nhá. Giết lốt cái con chuột. Bây giờ phải có thêm một quân đoàn nữa xuống đây đóng thì mọi chuyện mới êm được. Rồi. Lại đánh của mình. Lại phải giết cái bọn chuột này. Để đi lấm. Nó chạy nhanh thế. Vãi trưởng. Chạy nhanh vãi trưởng nhỉ. Lốt cũng xong. Kéo quân đoàn phía bắc xuống vậy. Ai. Madams, I lost a dear fan. Liệu nó có ăn được không? All set. Nó đánh vào đây thì phiền phức ạ. Admiral of the fleet. Has potential. Mấy con này chủ yếu đi lùa cũng được. Cho cả bọn này đi chứ. Surely not. Prepare my coffin. Rút. No, not nó không có đẩy quân lắm. Nào, mày ăn thì ngon thì ăn. À, ở đây có thể tuyển được khá nhiều các loại quân này. Bỏ bớt zombie đi. Đây, có thêm mấy con sói này. Và pháo à? Pháo không cần. Orders. Rơi à?
Thêm con này. Thêm con này. Đấy đấy. This plague has not taken. Nó toàn lính cận chiến. Ôi nhìn nó lại lắm hero ấy. Liều mới ăn được nhiều. Siren of the storm. Sợ cỡ con này thì chạy dài xem thằng nào dám đuổi. Đây rồi. Nâng cấp để có thêm một túi nữa. Nâng cấp để có thêm một túi điện thoại. Ngon thì ăn anh đi. Biết ngay là nó ambush mà. Nó ambush mà. Sau trận này không biết có gọi được thêm con quái gì ngon ngon lên không nhỉ? Vậy cái bọn chuột này nó cứ chơi trò ambush gì. Tán ăn mút này. Ôi. Chứ gì nó gọi chuột lên đây. Chứ gì nó đã gọi chuột lên đây rồi. Anh em bắn nó luôn. Sống lên, sợ gì. Đây rồi. Không phải sắn. Ăn nó luôn. Sói đâu, xông lên, cản đường nó lại. Chưa bỏ ốc đâu. Sao phải xoắn cho nó. Sao phải sợ nó bắn nhiệt tình ngay. Đúng rồi. Hai con này đâu rồi? Ăn luôn. Cộng với cả con sói nữa. Sao phải sợ chứ nó. Chỗ này đã có vai hút, không phải xoắn. Gọi tiếp vua vào quê đấy. Một mình anh vay hút anh cân tiền. Mấy con bắn súng rồi. Mấy con bắn súng rồi, chạy đây. Bắn tạt sườn đi đây. Không phải xoắn. Bắn con chuột này. Mày thích phục kích nào anh. À tướng nó đứng chỗ này. Mấy thanh niên này là anti infantry mà. Anti infantry. Đâu rồi. Bắn tướng nó cho anh. Hồi máu đâu rồi. Thanh niên hồi máu rồi. Mày ngon thì ăn đi. Dăm ba con chuột láo tét này.
还能说完回来。啥？这要辅助兵有个难斗。啥回事？主要让我回阵来，兄弟。大把万红，把万红给封了死。玩的没他玩熟嘞，对呀，装备今天得出大的，就玩熟都玩带够了。Save my sword！ 过来穿。哇！我捡点鹅呀，没出过关呢。không có đơn vị nào để ăn thịt lắc. Ai? Bắn cái này cho anh. Phải quá trận này ngồi gọi thêm mấy con này lên.Xe này to to gớm nhỉ. Zumbi thì cứ tẹt đi. Việc sau anh gọi lên cả đống. Bắn bọn này rồi, bọn này. Nhanh.Ruby thì thoải mái đi. Sợi. Em đi anh dễ à? À, chúng nó chạy rồi kìa. Bắn tướng nó. Bắn tướng nó, bắn tướng nó. Do the same.Thua zombie à? Thôi rồi, thế thì mình có thể thủ được ở đây rồi, hoàn toàn không sợ luôn, kể cả tướng huyền thoại của nó luôn. Mày á, đội sói mình chết nhanh quá nhỉ? Nhưng mà trận này không biết giết được bọn này đi có hồi được gọi được quân gì lên không nhỉ? Chắc chắn là mình gọi được rồi, bởi vì ở đây có quân của mình đâu mà thành mình gì chứ zombie thì gọi tẹt.Chỗ này giết một phát là mình sẽ giết được cả ba thằng hero, chết mất hai đội zombie, chọn một quân để hồi thêm quân, giết nốt mày chạy vào mắt. May quân đoàn của mình có con vai hútQuân đoàn này có con vai hút nên chịu được. Một mình thằng vai hút nó đã cân tim. Phòng thủ trước, lock horse, không bị trúng độc à? Học được những cái skill hay hết nhỉ? Sẽ có thêm các tướng huyền thoại.Bóc đất của mình, con chuột cống bị giết chết. Ôi, nó ám sát được một con hero của mình, ám sát được một con mogul của mình. All bones on deck. Ấy sợi, lại thêm một con này nữa. Gì chứ zombie, thoải mái đi.
Rats come. No threat. Bọn này thì có cái gì hay? Nến lửa. Gia đình có điều kiện cứ zombie mà chơi. Yes, master. Hợp nhất bọn zombie này lại. Vì chứ quân đoàn bất tử thì không phải sợ. Chúng ta là chiến binh bất tử. Chúng ta là những chiến binh bất tử. Chiến binh bất tử không phải sợ. The sea brings death. This one in my mirror. Choose who the real star is. Tăng cho đồng đội và xung quanh à? Học cái này xem nào. Đằng nào mình chẳng cần gọi zombie đâu. What is your demand? Ồ, ở đây gọi được quân gì mạnh thế? Blood and plunder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pháo này là canon bình thường thôi. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Lại có lính xịn này. Chết mất một con mũi của mình ở đây. Láng chờ. Chiến cái thành này. Có thêm một tướng nữa. Admiral of the fleet. Không có quân gì gớm lắm. Một tha. Công nghệ khá sát thương vật lý cho cua vỏ ốc. Up kit cho hút. Cả nhà. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.